Chúng ta đều biết rằng một cái thông tin đó rằng là đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thì xuất thân là một người mẫu, cho nên cái phong cách thời trang của bà luôn được công chúng để ý và cũng sẽ chắc chắn rằng cũng sẽ có sự ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không ạ? Và không chỉ khi trở thành vợ của tổng thống Mỹ mà trước đó trong cái quá trình tham gia vận động tranh cử cùng chồng thì phong cách thời trang của bà đã làm tâm điểm chú ý của dư luận rồi, và hầu hết quần áo của Melania Trump đều được thiết kế riêng với những chất liệu rất là tinh tế và phong cách cũng rất là đa dạng, cũng rất là linh hoạt để tùy theo những cái hoạt động của chồng. Tuy nhiên vẫn có một số trang phục của bà Melania dù đẹp nhưng vẫn gây ra sự tranh cãi rất là sâu sắc trong dư luận Mỹ. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vận động tranh cử cùng chồng diễn ra vào năm 2016 thì chiếc sơ mi thắt nơ điệu đà của bà đã gây nên một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Theo đó, bà Trump mặc một chiếc sơ mi màu hồng thắt nơ kín cổ kết hợp với quần Âu tông xuyệt tông thanh lịch trong buổi tranh luận giữa Donald Trump và Hillary Clinton chỉ một vài ngày sau những bình luận khiếm nhã gây nhiều phản ứng trái chiều của Donald Trump về phụ nữ. Chính vì thế, khi bà mặc style trang nhã nghiêm túc này, nhiều người đã dấy lên nghi ngờ rằng bà đang ngấm ngầm phản ứng lại phát ngôn khiếm nhã của chồng. Với sự kiện viếng thăm nghĩa trang quốc gia Arlington là một phần của hoạt động tranh cử tổng thống Mỹ, thì trong sự kiện này thì bà Melania Trump đã mặc chiếc áo khoác của Navison Ferrari và đeo cặp kính râm Gucci. Trong khi chiếc áo khoác màu đen trang nhã nhận được nhiều lời khen ngợi, thì việc Melania đeo kính đen khi đến thăm một nơi tôn nghiêm như nghĩa trang Arlington lại bị chỉ trích gay gắt. Hầu hết cư dân mạng cho rằng đây là hành động thể hiện sự thiếu tôn kính của phu nhân Donald Trump. Vâng, thưa quý vị, khi công bố bức ảnh chính thức của bà với tư cách đệ nhất phu nhân và chủ nhân của Nhà Trắng, bà lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy đả kích của dư luận. Trong bức ảnh thì bà mặc chiếc áo của thương hiệu John Gabbana đến từ Ý thay vì đến từ Mỹ, trong khi tuyên bố trước đó bà khẳng định sẽ ủng hộ ngành thời trang nước nhà. Vâng, và Melania Trump tới thăm Ả Rập Saudi với tư cách là đệ nhất phu nhân Mỹ vào tháng 5 năm 2017 vừa qua. Thì trong sự kiện này, bà đã mặc một bộ swimsuit màu đen, dài tay rất kín đáo và trang nhã của Stella McCartney, kết hợp với thắt lưng màu vàng ánh kim của Saint Laurent. Mặc dù vậy, thì bộ trang phục kín đáo và tinh tế này vẫn bị chê khi Melania Trump không đội khăn trùm đầu theo đúng truyền thống của đất nước này. Và chiếc áo khoác xa xỉ này được Melania Trump mặc trong một hội thảo kinh tế diễn ra vào tháng 5 năm 2017 này. Đây như là một cách để nhất phu nhân chứng minh cho sự giàu có của đất nước mình trong cuộc hội thảo với các nước anh em. Tuy nhiên, dư luận trong nước lại cho rằng đây là lựa chọn quá lố khi chiếc áo có giá 51.000 đô Mỹ, hơn cả mức tổng thu nhập của người dân lao động tại Mỹ. Vào tháng 8 năm 2017, bà Melania Trump gánh phải hàng loạt gạch đá khi cánh phóng viên tiết lộ hình ảnh bà đi giày cao gót khi lên máy bay tới thăm người dân chịu ảnh hưởng của siêu bão Harvey. Hàng loạt lời chỉ trích lên án thậm tệ đã dành cho nghệ thuật đệ nhất phu nhân Mỹ. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước xuống khỏi máy bay tại Corpus Christi, Texas, thì đệ nhất phu nhân Mỹ lại khiến nhiều người chú ý khi bà đi đôi sneaker màu trắng thoải mái và phù hợp hơn.